Kumon Kapramata Education Center chuyên dạy kèm toán và anh văn cho học sinh các cấp từ mẫu giáo đến trung học. Với hơn 60 năm kinh nghiệm và đã có mặt tại 55 quốc gia trên thế giới, riêng tại Úc, Kumon đã và đang có hơn 50.000 học sinh đang theo học. Kumon tin tưởng sẽ giúp học sinh đạt hiệu quả cao nhất trong môn toán và tiếng Anh. Muốn biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên lạc Ly Dương qua số 0419 293 633 hoặc đến thẳng trung tâm tại 125 Kapramatta Road, East Kapramatta, New South Wales 2166. Melissa Lashes là một trong những cơ sở chuyên về dịch vụ nối mi và dạy nghề nối mi có uy tín tại khu vực West Sydney, với lượng khách thường xuyên gần đến con số 1.000 và hơn 100 học viên đã được đào tạo thành nghề. Melissa Lashes còn có lớp dạy nghề miễn phí dành cho các mẹ sinh của mâm có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mọi chi tiết xin liên lạc Melissa qua số 0439-688-886 hoặc đến thẳng shop tại Level 1 trên 262 Macquarie Street, Liverpool, New South Wales 2170. Đi Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, thông tin quan trọng nhất ngày hôm nay vẫn là tình hình chiến sự tại Ukraine, khi mà cuộc thương thuyết lần thứ 3 giữa Nga và Ukraine tiếp tục rơi vào tình trạng bế tắc. Trong khi đó thì tại Úc, sinh hoạt chính trị ở cấp liên bang cũng như tiểu bang cũng rất nhộn nhịp, khi mà liên bang sẽ có bầu cử vào tháng 5. Trong khi Nam Úc thì cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 3 này. Còn tại New South Wales thì đơn vị Fowler một lần nữa đã được báo chí liên tục nhắc tên khi mà có thêm ứng cử viên gốc Việt ra tranh cử. Về sinh hoạt tài chính, nhiều chuyên gia dự phóng là giá nhà tại Úc sẽ giảm hạ 8% trong năm tới 2023. Nhưng trong năm nay thì sự gia tăng vẫn sẽ tiếp tục, đặc biệt là trong 6 tháng đầu của năm 2022 này. Sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Ba, ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Việt Face TV. Bầu cử Quốc hội Liên bang có thể có ứng cử viên gốc Việt tại đơn vị Fowler. Theo nguồn tin độc quyền của nhật báo Daily Telegraph ở Sydney, thì ông Frank Carbone, đương kim thị trưởng thành phố Fairfield, và cô Đài Lê, đương kim phó thị trưởng, có thể hợp tác với nhau để tranh cử tại đơn vị Fowler thuộc vùng Tây Nam Sydney, bao gồm cả khu vực Fairfield là nơi có rất đông cử tri gốc Việt sinh sống. Nhật báo Telegraph coi đây là một trợ lực đối với bà Christina Kennelly, là người đã được Đảng Lao động thả dù làm ứng cử viên đơn vị Fowler và do đó đã hủy đi cơ hội của một luật sư trẻ gốc Việt, cô Tú Lê. Việc thả dù của nghị sĩ Kennelly vào đơn vị Fowler đã được báo chí chính mạch bình luận rất nhiều và nay với sự tiết lộ của nhật báo Daily Telegraph có thể được coi là một biến chuyển quan trọng. Trong cuộc bầu cử Hội đồng thành phố địa phương hồi cuối năm 2021 vừa qua, Đảng Lao động đã đại bại ngay tại khu vực truyền thống của Đảng Lao động là Fairfield. Sau khi ứng cử viên độc lập trong vai trò thị trưởng ông Frank Carbone đã đánh bại ứng cử viên của Đảng Lao động ông George Bacha với một sự cách biệt rất lớn là 73.5% chống lại 26.5% phiếu bầu. Nhưng sự thất bại của Đảng Lao động còn trở nên trầm trọng hơn vì nhóm Đài Lê, tức là Đài Lê Team, cũng đã được ủng hộ mạnh mẽ. Kết quả theo đài ABC là Hội đồng thành phố Fairfield nay chỉ còn 3 nghị viên thuộc Đảng Lao động, trong khi nhóm ứng cử viên độc lập kể cả thị trưởng Frank Carbone đã có đến 7 nghị viên và nhóm đài Lê Team có 3 nghị viên. Trong quá khứ, Hội đồng thành phố Fairfield do Đảng Lao động kiểm soát, nhưng nay thì sự kiểm soát này đã mất. Tính về tỷ lệ số phiếu thì nhóm độc lập chiếm được 51.8%, cộng thêm nhóm đài Lê Team là 20.2%. Trong khi đó thì Đảng Lao động chỉ còn 24.9% số phiếu mà thôi. Nếu quả thật ông Frank Carbone và cô Đài Lê hợp tác với nhau để tranh cử tại đơn vị Fowler theo như nguồn tin của báo Daily Telegraph, thì đây có thể sẽ là một thách đố quan trọng đối với ứng cử viên Lao động được thả dù vào Fowler là nghị sĩ Christina Kennelly. Sinh hoạt chính trị tại Victoria, bất hòa trong nội bộ Đảng Lao động. Tiểu bang Victoria sẽ có bầu cử quốc hội vào cuối năm nay 2022 và do đó có lẽ thủ hiến Daniel Andrews không muốn có những sự chia rẽ nội bộ. Thế nhưng sau khi Thượng viện thông qua quyết nghị
đưa vấn đề cáo buộc tham nhũng trong cuộc bầu cử hồi năm 2014 để Ủy ban bài trừ tham nhũng IBEC cứu xét, thì nay lại có thêm một nghị sĩ khác, bà Kausalya Vaghela, hôm qua đã tuyên bố từ chức và đã rời bỏ Đảng Lao động sau khi đưa ra cáo buộc là chính phủ đã không giải quyết vấn đề bà bị bắt nạt. Nội vụ hiện nay đang được cơ quan bảo vệ an toàn, tức là WorkSafe, cứu xét. Nhắc lại là khi cựu Bộ trưởng Adam Somerick đã đệ trình dự thảo khuyết nghị tại Thượng viện, thì nghị sĩ Vaghela đã phá rào và ủng hộ khuyết nghị này. Và nhờ đó mà khuyết nghị đã được thông qua với sự ủng hộ của Liên đảng Tự do Quốc gia. Theo nguồn tin từ Chính phủ Lao động, thì theo luật lệ của Đảng Lao động, một khi dân biểu hoặc nghị sĩ bỏ phiếu chống lại đảng, thì họ có thể bị khai trừ khỏi đảng. Tuy nhiên trong trường hợp của nghị sĩ Vaghela, thì bà đã quyết định từ chức. Bà Vaghela đã đắc cử nghị sĩ trong cuộc bầu cử vào năm 2018 tại một đơn vị thuộc vùng đô thị phía Tây của thủ phủ Melbourne, là nơi cũng có rất nhiều người Việt định cư. Hôm qua, chính phủ Daniel Andrews đã từ chối bình luận về sự từ chức này. Sinh hoạt chính trị, tranh luận bầu cử tại Nam Úc. Nam Úc sẽ có bầu cử quốc hội vào thứ Bảy 19 tháng 3 và cuộc vận động tranh cử hiện đang được cả hai chính đảng gia tốc. Hôm qua, thủ hiến Stephen Marshall và lãnh tụ đảng lao động ở thế đối lập Malinauskas đã tham dự một cuộc tranh luận trước cử tọa gọi là chưa có cam kết, do hệ thống truyền thông Sky News và nhật báo The Advertiser tổ chức. Đây là cơ hội cho những cử tri chưa có quyết định sẽ bầu phiếu như thế nào, để họ có thể đặt câu hỏi và có cơ hội được nghe những chính sách của chính phủ liên đảng cũng như của đảng lao động. Nói chung thì có vẻ như đảng lao động đã hứa dự chi nhiều hơn chính phủ, một điều mà chính phủ đã chỉ trích với lập luận là chính phủ lao động có thể sẽ gia tăng thuế. Cho đến thời điểm này thì chỉ còn khoảng 2 tuần lễ nữa là đến ngày bầu cử. Trong khoảng thời gian này, tình trạng của chính phủ và đối lập có thể còn nhiều thay đổi. Chiến sự tại Ukraine, Thủ tướng Morrison lại kêu gọi ông Tập Cận Bình áp lực với ông Putin. Trong khi lực lượng quân đội của Nga tiếp tục tấn công tại nhiều nơi ở Ukraine, thì cuộc hội đàm lần thứ 3 giữa phái đoàn Ukraine và phái đoàn Nga đã thất bại vì không tìm được mẫu số chung cho một cuộc đình chiến. Mặc dù bị chống đối mãnh liệt và rất dũng cảm của dân quân Ukraine dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky, nhưng theo các giới chuyên gia cũng như nhận xét của nhiều chính phủ, thì sau cùng có lẽ Ukraine cũng sẽ thất thủ vì sự chênh lệch quá lớn về sức mạnh quân sự giữa hai bên. Trong bối cảnh mà thường dân đã trở thành nạn nhân trước sự tấn công dồn dập của các đơn vị Nga, kể cả pháo binh và phi cơ, nhiều nước đã tìm cách đóng góp vào một giải pháp hòa bình. Chẳng hạn như Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Israel. Tại Úc, Thủ tướng Morrison một mặt trợ giúp nhiều chục triệu đô la để tổ chức NATO mua vũ khí trợ giúp cho Ukraine. Ông Morrison cũng đã năng động về phương diện ngoại giao khi ông nhiều lần kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sử dụng ảnh hưởng riêng của mình để thuyết phục Tổng thống Putin chấp nhận một cuộc ngừng bắn. Tất nhiên lời kêu gọi này cũng phù hợp với lập trường chung của Liên Âu, vì Liên Âu cũng đã từng lập luận là Trung Quốc có trách nhiệm hòa giải giữa Liên bang Nga và Ukraine, bởi lý do ông Tập Cận Bình đã có quan hệ cá nhân rất gần gũi với ông Putin. Và chỉ vài tuần trước đây thôi, ông Putin và ông Tập Cận Bình tại Bắc Kinh đã phổ biến một bản thông cáo chung. Theo đó, quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là không có giới hạn. Với quan hệ đặc biệt này, ông Tập Cận Bình được coi là có ảnh hưởng lớn đến chính sách của ông Putin, nhất là khi ông Putin đang tùy thuộc vào sự trợ giúp của Bắc Kinh để nền kinh tế của Nga không bị thiệt hại quá nhiều bởi những sự trừng phạt của các nước phương Tây, kể cả Úc, Mỹ, Nhật, Liên Âu và nhiều nước khác. Hôm qua, Thủ tướng Morrison cũng nhắc lại trong một bài diễn văn về chính sách ngoại giao tại Viện Nghiên cứu Lowy ở Sydney là không có quốc gia nào có thể tạo ảnh hưởng đối với ông Putin hơn là Trung Quốc. Ngoài Úc Châu thì hôm qua, phát ngôn viên của Ủy ban Đối ngoại của Ủy ban Châu Âu, ông Peter Stano cũng cho biết, Liên Âu mong đợi Trung Quốc đóng vai trò hòa giải và thuyết phục Nga dừng cuộc chiến ở Ukraine. Phát biểu trên đài VOA, ông Peter Stano nói rằng Trung Quốc có tiềm năng tiếp cận với Moscow vì mối quan hệ gắn bó của họ và chúng tôi muốn Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy ngừng bắn và yêu cầu Nga dừng các cuộc pháo kích tàn bạo chưa từng có và giết hại dân thường ở Ukraine. Chiến sự tại Ukraine, hai tướng lãnh Nga và một lãnh chúa thân cận với ông Putin bị quân dân Ukraine hạ sát. Theo nhiều nguồn tin và đặc biệt là nhật báo The Sun của Vương quốc Anh và đã được hãng tin news.com.au đăng tải trở lại,
thì đã có hai tướng lãnh và một lãnh chúa, tức là Warlord, thân Nga, đã bị giết chết tại chiến trường Ukraine. Và cho đến thời điểm này thì có vẻ như thiệt hại nhân mạng về phía Nga tương đối cao hơn so với thiệt hại quân sự về phía Ukraine. Nhưng nếu hai tướng lãnh và lãnh chúa này quả thật bị giết chết tại chiến trường Ukraine, thì đây có thể là một vố đau cho Tổng thống Putin. Tất nhiên là việc tử trận của một tướng lãnh sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc hành quân, nhất là khi vị tướng lãnh ấy là tư lệnh của một phi đoàn dù đang tiến quân chiếm đóng một phi trường gần thủ đô Kyiv. Theo nguồn tin truyền thông từ phương Tây thì đó là thiếu tướng Andriy Sokhovitsky, một vị tướng trẻ được tin cậy bởi ông Putin. Ngoài ra thì lãnh chúa có tên Vladimir Zhoga cũng đã bị giết chết tại mặt trận miền Đông. Lãnh chúa Zhoga này đã gia nhập vào hàng ngũ ly khai do Moscow bảo trợ hồi năm 2014 và là người chỉ huy của tiểu đoàn Sparta Battalion. Đây là một tổ chức du kích bao gồm những phần tử thân quốc xã mà Moscow đã ủng hộ mạnh mẽ trong chiến dịch phân tán Ukraine. Nhắc lại là hai vùng ly khai ở phía đông Ukraine và đã được Tổng thống Putin công nhận, và ông Putin đã sử dụng hai lãnh thổ ly khai này làm bàn đạp tấn công vào Ukraine tại mặt trận miền Đông và miền Nam. Ngoài ra cũng theo nguồn tin từ Ukraine thì quân đội Nga đã có khoảng 11.000 quân nhân tử trận kể từ khi cuộc xâm lăng bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Cuộc chiến đến nay đã kéo dài 13 ngày và trên 1,5 triệu cư dân Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa để đi tị nạn tại các nước láng giềng ở phía tây của Ukraine. Trong khi đó thì thông tin từ Liên Hiệp Quốc cho biết đã có 406 thường dân ở Ukraine chết kể từ khi nước này bị Nga xâm lược. Ngoài ra còn có 801 thường dân khác đã bị thương. Theo hãng tin Reuters thì Liên bang Nga đã tuyên bố sẽ dừng trong tích tắc nếu Ukraine đáp ứng các điều khoản. Ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, Moscow đang yêu cầu Ukraine ngừng hành động quân sự, thay đổi hiến pháp để tôn trọng sự trung lập, thừa nhận Crimea là lãnh thổ của Nga và công nhận các nước Cộng hòa ly khai Donetsk và Luhansk là các quốc gia độc lập. Đó là tuyên bố rõ ràng nhất của Nga cho đến thời điểm này trong số các điều khoản mà nước này muốn áp đặt đối với Ukraine để ngăn chặn hoạt động mà nước này gọi là hoạt động quân sự đặc biệt, hiện đã bước sang ngày thứ 13. Thị trường nhà cửa, dự phóng giá cả sẽ giảm 8% trong năm 2023, nhưng trong 2022 thì sao? Theo nguồn tin Yahoo Finance, trích dẫn ngân hàng Commonwealth, thì giá cả nhà cửa trên toàn quốc Úc Châu có thể sẽ giảm 8% trong năm 2023. Gần đây thì dấu hiệu cho thấy mức độ gia tăng nhà cửa đã dần dần chậm lại và chiều hướng này có vẻ như đang tiếp tục. Trong tháng 2 năm 2022, dữ liệu của CoreLogic cho thấy nhà cửa chỉ gia tăng một cách khiêm tốn là 0.3%, tức là giảm sụt từ 1.6% so với cùng thời điểm năm 2021. Riêng Sydney thì giảm 0.1% trong tháng 2. Trong số 8% dự phóng giảm sụt trong năm 2023 thì gồm 3% trong phần còn lại của năm 2022 và 9% trong năm 2023, đặc biệt là tại thị trường Melbourne và Sydney. Đây là tình trạng giá cả nhà cửa dự phóng cho năm 2023. Thế nhưng cho đến đầu năm 2022 thì giá cả nhà cửa đã gia tăng rõ rệt, có nơi đã gia tăng 100%, nhưng nhiều nơi khác thì gia tăng ở mức độ thấp hơn. Lấy ví dụ cụ thể là tại vùng đắt đỏ nhất ở Sydney là Beverly Hills, thuộc vùng phía đông Sydney, giá nhà trung đoạn vào tháng 2 năm 2022 là 8.410.000 đô la. Và trong số này, 4.200.000 là phần gia tăng cho 12 tháng tính đến tháng 2 năm 2022, tức là gia tăng 100%. Tại một nơi khác cũng thuộc thành phần khá giả, nhưng sự gia tăng thấp hơn khoảng 50%, đó là khu vực gọi là Scotland Island, thuộc vùng phía bắc Sydney, là nơi cư ngụ của nghị sĩ Christina Kenneally. Thì giá nhà trung đoạn hồi tháng 2 năm 2022 là 1.450.000, và trong số này, 525.000 đô la là phần gia tăng của 12 tháng tính đến tháng 2 năm 2022. Ngược lại, nếu chúng ta nhìn vào các khu vực thuộc đơn vị Fowler, là nơi mà nghị sĩ Kenneally được thả dù xuống để làm ứng cử viên hạ viện, thì giá nhà tại Bonnyrigg hoặc Lansfield là khoảng 885.000 đô. Và trong số này, mức độ gia tăng là từ 122.000 đô la đến 143.000 đô la, tức là tương đối thấp so với các nơi khác. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp.
Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.